Kính chào quý cô chú anh chị gần xa yêu thích mai vàng đam mê cây kiểng trên cả nước ạ. Giờ hôm nay thì vườn mai của chị Tiền có làm một cái clip nó đi giao lưu với cô chú anh chị lô mai ghép cúc thọ hương được cô chú anh chị ha. Cây già ngon lành cho cô chú anh chị mình về lấy bao hoặc là cô chú anh chị mình nuôi lại cho Tết năm 2024 ha. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cái nào mình ủng hộ cho vườn của chị Tiền nha. Còn nói thời gian em mời gặp luôn bà chủ để bà chủ chào giới thiệu giao lưu ha. Rồi bà chủ ơi. Rồi em xin chào tất cả các cô chú anh chị yêu thích mai vàng và đam mê cảnh tình cả nước ha. Rồi hôm nay trở lại kênh em cũng có một số giống mai để giao lưu cùng với các cô chú anh chị nha. Rồi cây đầu clip của em là tiếp theo mã clip trước là mã 51 là một cây cúc họ Hương nha các cô chú anh chị. Rồi ô nguyên cái củ xuất sắc luôn cô chú anh chị ơi. Này cái củ quá xá là bự luôn ha. Quá trời xuất sắc cái củ. Cái này mình ghép được 3 bao nha cô chú anh chị. Củ đế nè. Quá trời cái củ. Mình xem đế ha. Rồi. Rồi cái hoành của nó là được 19 rưỡi ạ. Rồi. Rồi cái củ của nó là được 31 ạ. Rồi chiều cao của nó là 35 ạ. Ngang của nó là 31. Rồi. Rồi cây đầu clip hôm nay em giao lưu với các cô chú anh chị là 600 nha. 600 bao phí hả bà chủ? Cái này em báo giá là em đã bao phí vận chuyển rồi ha. Đổi cây. Rồi cây mã số. Mã số 52. Rồi 52. 52 là một cây cúc họ Hương nha các cô chú anh chị. Rồi cái này tàn khá lớn cô chú anh chị ha. Tàn đều lắm cô chú anh chị. Nè, già cơ đọt đầu tiên chuẩn bị đi cơ đọt tiếp theo ha. Rồi. Thông số luôn bà chủ ơi. Đế nở vàng ôm nè cô chú anh chị nè. Nó nở đế dưới nè cô chú anh chị ha. Rồi, cái hoành của nó là được 18 ạ. Rồi. Chiều cao của nó là 6. Chiều cao của nó là 92. Ngang của nó là 49. Rồi. Rồi, cây 52 này em giao lưu với các cô chú anh chị là 650 nha. Rồi mình đổi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 53. 53 cũng là một cây cúc họ Hương nha các cô chú anh chị. Bò khá là già đang đi cơ đợt thứ hai ha. Cơ đợt thứ hai đã phúng đi lên cũng khá là mạnh rồi nè cô chú anh chị. Củ đế có ha. Rồi đây có một nhánh con dưới nữa nè cô chú anh chị ha. Rồi thông số. Rồi cái hoành là 14. Rồi. Chiều cao 66. Ngang 34. Rồi. Rồi cây mã 53 này giao lưu với các cô chú anh chị là 500 nha. Đổi cây luôn. Rồi mã số 50. Tiếp theo 54 cũng rồi. Là họ Hương luôn nha các cô chú anh chị. Cái này tàn dù ha, dáng trực tàn dù. Dáng trực tàn dù khá là ok cô chú anh chị ha. Cái này mình nhờ ấy ha, mình cho cái tàn nó tròn ra cô chú anh chị ha. Rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Rồi mình đo thoát thân luôn nha bà chủ. Rồi cái hoành là được 17. Rồi đó, thoát thân từ dưới đây lên đây. Thoát thân tới cái bo này phải không? Ừ. Thoát thân tới đây là được 46. Rồi chiều cao tới ngang. Chiều cao là 67. Ngang là 46. Rồi. Rồi cây 54 này em giao lưu với các cô chú anh chị là 500 nha. Rồi mình đổi cây nha. Rồi tiếp rồi, theo. Tiếp theo 55. Rồi. 55 cũng là họ Hương luôn nha các cô chú anh chị. Rồi. Bo khá là già luôn cô chú anh chị ơi. Củ đế có luôn ha. Rồi thông số luôn đi bà chủ. Rồi cái hoành là được 15. Rồi. Chiều cao là 67. Ngang là 41. Rồi. Rồi cây 55 này giao lưu với các cô chú anh chị là 450 nha. Đổi cây luôn. Rồi tiếp theo cây mã số 56. Mã số 56. Cũng là một cây cúc hoa Hương luôn nha các cô chú anh chị. Rồi. Củ đế có luôn cô chú anh chị ha. Bo khá là già nè cô chú anh chị ha. Rồi. Rồi cái hoành là được 15 ạ. Rồi. Chiều bay là 55. Tán ngang là 37. Rồi. Rồi cây này em giao lưu với các cô chú anh chị là 450 nha. Đổi cây. Rồi cây mã số 50 57. Rồi. Cũng là cây họ Hương nha các cô chú anh chị. Tàn khá ha, đang đi coi đậu tiếp theo cô chú anh chị. Rồi hoành là được 10 rưỡi. Rồi. Chiều cao là 56. Ngang là 35. Rồi. Rồi cây 57 này em giao lưu với các cô chú anh chị là 400 nha. Đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo 58. Rồi. Là một cây cúc họ Hương nha các cô chú anh chị. Hoành là được 9 rưỡi ạ. Chiều cao là 66. Ngang là 50. Rồi cây mã 40. Ủa 58 này em giao lưu với các cô chú anh chị là 350 nha. Đổi cây. Rồi cây mã số 59.
59 là cây cúc chùm nha các cô chú anh chị. Rồi, cúc hương chùm ha. Còn gọi là cúc thanh long nha. Thanh long hả? À? Rồi. Ờ, hoành là được 10 ạ. Rồi. Chiều cao 72. Ngang 46. Rồi. Rồi cây 59 này giao lưu với các cô chú anh chị là 350 nha. Rồi, đổi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 60. 60 là một cây mai giảo tự sắn nha các cô chú anh chị. Rồi, cái này tàn ghép phong mai tàn của chú anh chị ha, tàn thông cao nha cô chú anh chị. Rồi. Cây này là ghép với đế bàn nha cô chú anh chị. Ghế bàn nha. Mình gỡ cái này ra luôn đi bà chủ, lát mình quấn lại sau ha. Đây, ghế bàn nôm luôn cô chú anh chị ơi. Ồ quá trời ha, nó bỏ đều luôn 24 giờ nha cô chú anh chị. Rồi quay bà chủ. Quay ha, đế bàn 24 giờ luôn cô chú anh chị ơi. Rồi. Xoắn nha cô chú anh chị, giảo tự xoắn ha. Xoắn rất là nhạt nha. Rồi, cái hoành của nó là được 18 mà. Rồi. Cao là 145 nha các cô chú anh chị. 1m45 ha. Ngang là 1m1 ạ. Rồi. Rồi cây mai giảo tự sắn này em giao lưu với các cô chú anh chị là 2 triệu nha. Rồi 2 triệu bao phí ha. Rồi cây này cuối clip luôn ha bà chủ. Cây này cũng là cây cuối clip của em luôn nha các cô chú anh chị. Rồi. Rồi số điện thoại giao lưu của em là 036 731 1849. Cũng là số Zalo luôn ạ. À. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị ạ. À. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như là chị Tiền cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và đã ủng hộ trong các clip trước cũng như là clip này. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào giá hợp lý mình ủng hộ cho vườn của chị Tiền nha. Em xin chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị mình ạ. À.